Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn về kinh nghiệm sử dụng IP. Thì trong cái quá trình mà các bạn sử dụng chạy tool ấy, thì ngoài cái việc mà các bạn đã chạy trên thiết bị điện thoại thật để tăng cái độ chớt lên, đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu checkpoint, thì bên cạnh đó thì bạn cũng phải để ý thêm một cái nữa, đó chính là IP. Thì trước đây mình không biết, thì mình mới vào gia nhập vào cái lĩnh vực chạy tool này thì mình rất là, nói thẳng ra lúc đấy rất là ngu. Mình chạy trên một cái mạng máy tính bình thường, sử dụng wifi cắm này, mình chạy rơi tầm 50-100 nick, thì nó dẫn đến tình trạng là nick của mình bị chết qua hàng loạt, ok chưa? Mà còn dùng clone nữa thì nó còn yếu nữa. Đấy, thì nó bị chết qua hàng loạt. Thì sau khi mà mình nghiên cứu vài chỗ và mình cũng hỏi Fplus cũng như là nhiều đơn vị khác ấy, thì người ta tư vấn cho mình là sử dụng proxy hoặc là sử dụng IP từ DCOM 4G. Đấy, nhưng mà thời đấy thì mình cũng đặt một số câu hỏi là proxy là gì và DCOM 4G là gì và nên chọn cái nào, và nên chọn cái nào để chạy. Thì trong video ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ với bạn những cái kinh nghiệm của mình về sử dụng IP và nói một cách nào đó cho nó đơn giản và dễ hiểu nhất thôi. Đấy, thì lấy ví dụ cụ thể là mỗi nhà, mỗi gia đình chúng ta sẽ có hai bố, một vợ, một chồng và hai con, thì nó tầm là bốn người. Thì bốn người thì sử dụng 4 nick Facebook trên một địa chỉ IP, đó chính là một nhà, đúng không ạ? Đấy, thì mỗi người đấy thì trong một cùng một khoảng thời gian đấy, thì lúc ví dụ 7 giờ đi, thì bố bạn có thể là đang xem lúc Facebook, nhưng mẹ bạn thì có thể xem video watch ở trên Facebook, nhưng bạn thì đang nhắn tin cho bạn bè hoặc là côn video, đúng không? Có nghĩa là mỗi người đều làm một hành động khác nhau. Thì Facebook đánh giá đây là người dùng thật, tại vì họ cùng chung một địa chỉ IP và không quá nhiều người sử dụng ứng dụng Facebook tại địa chỉ IP đấy, và mỗi hành động của một người sử dụng tại nhà đấy thì nó lại khác nhau, thì nó cho nick chúng ta độ chất cao hơn. Đấy, các bạn cứ lấy cái ví dụ thực tế như thế là bạn dễ hiểu nhất. Nhưng mà khi mà các bạn chuyển sang cái chạy tool ấy, thì các bạn gặp phải một cái sai lầm là gì? Là các bạn cho rất nhiều nick sử dụng chung một địa chỉ IP. Nó giống như việc là các bạn cho rơi tầm là 50 người bạn, 100 người bạn của bạn vào nhà bạn sử dụng wifi, đúng không ạ? Và cùng làm một hành động, có nghĩa là các bạn cho nick cùng làm một hành động nhất định, giống như đăng bài, đúng không? 100 nick cùng đăng bài cùng một lúc, và 50 nick cùng đi comment seeding ở trong các bài viết hội nhóm cùng lúc, và nó cùng IP. Thì chính vì điều đó Facebook nó quét đi, và thứ nhất các bạn bị dính chính phát chính sách là spam của Facebook, cái thứ hai ấy, là tỷ lệ checkpoint rất là cao luôn, vì nó có Facebook, nó có một con AI nó quét được những cái đấy. Đấy, thì hiểu được cái bản chất như vậy ấy, thì các bạn có thể chuyển sang để chạy proxy, và các bạn chuyển sang chạy cái thiết bị trên tool này, thiết máy chạy tool nữa là bằng điện thoại thật, thì nó đã thật hơn là các bạn sử dụng là trên Chrome, và nó cũng đã training for ở trong phần tool ấy, nó cũng đã hỗ trợ training for từng device, từng thiết bị rồi, thì chúng ta đã xử lý xong cái vấn đề là 100 nick chung một nhà, có nghĩa là 100 nick thì sẽ có 100 căn nhà khác nhau riêng cho 100 nick đấy, ok chưa? Rồi, phần thứ hai là chúng ta đi xử lý, là xử lý proxy. Vậy proxy và 4G thì có điểm gì khác nhau và nó như thế nào, ok chưa? Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở trong phần tiếp theo. Đấy, phần này thì đối với mình thì IP thì mình chỉ chia thành hai dạng chính thôi, đó cơ bản nhất, đó chính là IP tĩnh và thứ hai là IP động. IP tĩnh có nghĩa là một cái IP nó gắn cố định ở cái nhà bạn luôn, có nghĩa là như wifi nhà các bạn ấy, thì nó gắn luôn một địa chỉ IP, ok chưa? Thì các bạn có thể hiểu đơn giản một cách nhất, đó chính là các bạn ở nhà không đi đâu và các bạn sử dụng Facebook, thì một nick đấy nó gắn trực tiếp cho một địa chỉ IP. Còn IP động có nghĩa là nó gồm nhiều cái IP tĩnh nó gộp lại, có nghĩa là bạn đi làm này, xong bạn đi về nhà, xong bạn sang nhà bạn chơi, xong bạn vào bạn sang công viên, đúng không? Là những cái thời gian đấy bạn đều sử dụng Facebook, đúng không ạ? Thì tại một thời điểm đấy thì bạn đều sử dụng cái IP khác nhau, có thể là bạn sử dụng wifi, hoặc là bạn sử dụng DCOM, hoặc là bạn sử dụng SIM để bạn có thể truy cập mạng tại những cái thời điểm khác nhau đấy, thì nó được gọi là IP động. Thì lúc đấy là IP của bạn nó đã gồm rất là nhiều IP tĩnh đấy rồi. Thì cái việc sử dụng IP tĩnh đấy thì nó được hiểu nôm na là các bạn sử dụng SIM hoặc các bạn sử dụng DCOM để lấy được IP, ok chưa?
Đấy, thì câu chuyện là các bạn nên sử dụng IP tĩnh hay IP động, nên sử dụng cái nào ấy, thì tốt nhất là phải dựa vào cái mục đích mà các bạn hướng đến. Ví dụ giống như là các bạn đăng bài để chạy, các bạn chạy tool để đăng bài thì mình sẽ sử dụng IP tĩnh. Vì khi các bạn đăng bài thì nó sẽ có mét trả về cái nick Facebook đấy, đúng không? Thì chúng ta cần phải có phần mềm F Plus trả lời tin nhắn. Còn trả lời như thế nào thì mình đã có video hướng dẫn ở trong cái phần trở thành spammer rồi, các bạn có thể xem lại. Đúng không ạ? Thì nó là tại một IP có hai thiết bị cùng sử dụng, thì nó là một điện thoại và một máy tính, nó cho phép ok. Đấy, rất là mình test thì tỷ lệ checkpoint bị giảm. Còn nếu như các bạn nuôi số lượng lớn và có một số lượng via rất là lớn và có một số thiết bị nhất định ấy, thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng Dcom. Nếu như các bạn không phải lần cần cái phần mà trả lời tin nhắn, các bạn có thể sử dụng Dcom và sử dụng cái SIM 4G để sử dụng cho nó tiết kiệm, ok chưa? Còn mình thì đối với các bạn chạy tool đăng bài thì nên sử dụng IP tĩnh. Đấy, ngoài ra thì các bạn còn phải dựa vào kinh tế và cái mức độ hiệu quả mà các bạn xem xét nên sử dụng cái nào. Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ là SIM là rơi tầm 300k đi trên 10 tháng. Hiện tại thì cái SIM này mình đang dùng nhưng cũng có gói là 500k trên 16 tháng. Ok chưa? Thì cái này các bạn có thể sử dụng cho một điện thoại, và một điện thoại chạy 1.000 nít, 1 nít hay là 10.000 nít đều được nhé. Nó chỉ bản chất cái điện thoại này là số luồng các bạn chạy tại một thời điểm thôi. Ok chưa? Thì các bạn nhân lên với số nít các bạn có, với cái số máy các bạn có thì các bạn sẽ nhân lên. Còn vô si mình đang sử dụng đó chính là 700 đồng trên một vô si. Thì cái này thì các bạn cũng phải nhân lên với số lượng via các bạn có. Cái này chỉ cần nhân lên với số lượng via thôi. Để mình viết ra ra đây cụ thể. Khi ra nhân với số lượng via là các bạn ra. Cái này là chi phí trên tháng này. Còn cái này là mình suy ra nhân với số lượng điện thoại có nghĩa là thiết bị bạn chạy ấy. Đấy, cái này là chi phí theo quý và năm. Ok chưa? Đấy, thì mình đã viết khá là cụ thể rồi. Thì cái này tùy vào cái mục đích bạn sử dụng và tùy vào số lượng máy bạn có, tùy vào số lượng vi bạn có mà bạn phải cân đo đong đếm, ok chưa? Nhưng mà mình đang vì trong cái chuỗi video của mình đang hướng dẫn các bạn là đăng bài ra mét sau đó chuyển sang chatbot thì mình sẽ khuyến khích các bạn sử dụng IP tĩnh, ok chưa? Còn nếu như các bạn xem video này với các mục đích khác như để sidding hay để cái gì đấy thì các bạn có thể sử dụng đến giải pháp, đó chính là sử dụng SIM gắn trên điện thoại và sử dụng mạng 4G. Đấy thì là ok rồi. Nói chung thì cái này cũng ít ai chia sẻ các bạn lắm, nhưng mà họ chia sẻ thì cũng rất là khó hiểu. Mình đã cố gắng chia sẻ làm như thế nào đó cho các bạn một cách nó đơn giản nhất rồi, ok chưa? Rồi chúng ta quay lại câu hỏi tiếp theo, đó chính là nên mua proxy ở đâu. Cái này thì nên mua proxy ở đâu ấy, thì nó có hai hướng, nó có ba hướng. Một là bạn mua trên web, ok chưa? Hai là các bạn tự tạo. Ba là các bạn đi thuê lại của những người tự tạo. Mua trên web ấy, thì có một cái khá là hay, đó chính là các bạn có thể mua với số lượng tầm rất là ít. Các bạn mua với số lượng rất là ít này và các bạn có thể mua được một hai con test và không bị phụ thuộc vào bên nào cả. Thì nếu như các bạn mới, các bạn có thể sử dụng cái hình thức là mua trên web để test thử xem là nó hành động như thế nào, ok chưa? Còn sau khi mà các bạn đã làm ok rồi thì mình khuyến khích các bạn nên sử dụng là tự tạo hoặc là thuê lại của những người tự tạo. Vì trên website thì một cái website đấy thì dường như là những người mà họ làm MMO, họ mới bắt đầu thì đều biết đến website hoặc thông qua hình thức quảng cáo hoặc là trên tool đều có giới thiệu qua cái web này, ok chưa?
đấy thì nhiều người sử dụng đến dẫn đến cái việc là địa chỉ IP đấy là quá nhiều người sử dụng và nó đã nát rồi, thì các bạn sử dụng thì nó sẽ không còn ngon nữa, có nghĩa là cái khả năng checkpoint của bạn còn rất là cao. Ok ạ, trừ khi là các bạn biết một website nào đó nó mới ra đúng không ạ, thì các bạn có thể sử dụng, hoặc là nó mới ra server nào đấy còn mới thì các bạn có thể thuê lại cái cổng proxy, cái port đấy các bạn dùng thì khá là ngon đó. Nhược điểm thì mua trên web thì nó sẽ giá sẽ đắt hơn, ok chưa? Còn nếu như các bạn biết bên nào ngon thì các bạn mua thì mình cũng thấy ok, vì sao mà mình sử dụng hàng ngon là được. Tự tạo đây thì có một cái ưu điểm chắc chắn là các bạn tự tạo ra hàng, các bạn tự làm ra thì nó đương nhiên là sẽ rất là ngon, nhưng mà đổi lại thì chi phí các bạn đầu tư bộ ban đầu khá là đắt. Với dạng như là SIM 4G, một bộ proxy, X proxy mà mình 20 USB thì nó rơi tầm là 20 triệu. Đấy, đối với những bạn mà bạn chưa có kiến thức cũng như chưa có niềm tin về cái chạy tool này mà mua bỏ ra chi phí tầm 20 triệu thì mình cho là nó cũng khá là đắt. Đắt đối với người mới đấy nhá. Với anh em đã trông lâu và hiểu được bản chất thì nó là rẻ. Thứ ba là các bạn có thể sử dụng cái giải pháp là thuê lại của những người tự tạo. Thì thuê lại thì bản chất thì anh em này ví dụ có 20 cổng mà chỉ xài được 10 cổng thôi đúng không? Yêu cầu họ xài 10 cổng, họ còn dư 10 cổng thì các bạn thuê lại 10 cổng của họ. Đấy thì nó một cái là nó đảm bảo được cái chi phí bạn không phải bỏ ra quá nhiều. Bỏ ra hàng tháng thôi nhưng mà bạn vẫn có hàng ngon. Còn tìm người tự tạo đâu thì các bạn có thể eBay cho mình chỉ cho một số mối mà mình đã từng thuê bên đấy và họ support cũng khá là uy tín. Đấy. Thì trong buổi ngày hôm nay thì kiến thức về IP nói chung là nó rất là cao cấp và nó có rất là nhiều cái, nhưng mà tuy nhiên thì mình chỉ chia sẻ với bạn một cái cách làm thế nào đó nó đơn giản nhất, nó áp dụng được và hiệu quả giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề tức trước mắt và có thể ra kết quả trước. Còn những cái thứ cao cấp hơn thì các bạn có thể tìm hiểu trên mạng. Với mình thì mình không tập trung quá về cái phần gọi là mình phải hiểu tất tần tật về nó, mình chỉ cần hiểu cái bản chất của nó để giúp mình giải quyết được công việc thôi. Nên các bạn theo dõi kênh YouTube của mình ấy, thì mình sẽ gọi là áp dụng tất cả những cái mà cái đó nó làm sao đơn giản nhất hiệu quả là được, ok chưa? Đấy thì video ngày hôm nay sẽ chia sẻ với bạn về cái kinh nghiệm sử dụng IP của mình. Còn các bạn muốn có thể tìm một số nguồn thuê thì có thể eBay cho mình chỉ cho bạn được miễn phí, ok ạ. Bây giờ mình sẽ xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo.